Những ngày đầu tháng 10, trên một số cánh đồng không canh tác lúa dụ ba ở huyện Phú, nước đã về cao hơn nhiều so với từng trước. Những hộ dân mua sinh mùa nước nổi đang tất bật đánh bắt thủy sản theo con nước. Mặc dù thu nhập không nhiều, nhưng hộ dân cũng đủ trang trại trong những tháng mùa nước nổi. Theo nhiều ngư dân năm nay, lũ về chậm, thấp hơn nhiều so với năm trước, nên lượng tôm cá, sắn, ốc cua cũng ít đi. Tuy nhiên, mỗi ngày ngư dân vẫn chăm chỉ ra đồng, đánh bắt thủy sản kiếm sống mùa nước nổi. Cá linh thì được 20 kg, bán cá ủ thì được 140, cua bán nãy 3, 3 kg thì được 40.000 nữa là 180, với cá ăn nãy được 20 nữa được 200. Ông Yên, sống bằng người đặt lợp cua nhận định, lượng cua cá năm nay rất ít, với 70 lợp đặt cua, hàng ngày đặt được khoảng 6-7 kg cua đồng hiện giá cô đồng được thương lái thường mua khoảng 15.000 đến 17.000 đồng trên kg. Mỗi ngày chỉ kiếm được chừng 120.000 đồng, thấp hơn rất nhiều so với năm trước. Ông Trần Anh Tuấn, chủ vụ thu mua các loại hủy sản mùa nước nổi ở ấp Tắc Trúc, xã Nhân Hội cho biết, con nước năm nay về trễ, và không lớn hơn năm trước, lượng cua ốc, cá rắn cũng không nhiều. Hàng ngày vụ thu mua khoảng 2-3 tấn ốc bu vàng còn các loại ốc khác khoảng 300 kg, giảm khoảng 50 kg so với năm trước. Ốc sau khi mua về, nhân công phân loại, rửa sạch, cho vào bao để vận chuyển, phân phối cho các chợ đầu mối ở thành phố Long Xuyên, thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương. Giá ốc đầu năm nay dao động ở mức 25.000 đồng đến 30.000 đồng trên kg loại lớn, cao hơn năm trước 5.000 đồng trên kg. Tuy số lượng thu mua không nhiều, nhưng các hộ vẫn đảm bảo thu nhập đủ sống trong gia đình những tháng mùa nước nổi. Nói chung là năm nay bị nước lũ nó nhỏ, ốc cua rồi thì nó cũng bình thường, cũng có thêm ở ngoài. Dạ. Ngày nói chung là cua cũng khoảng 500 kg lại. Dạ. Khoảng dạ. nói chung là cũng kiếm sống được, nó không có giả, được. Dạ. Còn đối với cô đồng, Hiện tại, vựa thu mua trung bình mỗi ngày từ 500 đến 600 kg. Lương đồng khoảng 15 kg, rắn các loại 10 kg, cá thác lát khoảng 120 kg, thấp hơn từ 1,1,5 lần so với trước. Hiện tại, mỗi ngày có khoảng 10 ghe xuồng thu mua đặc sản mùa nước nổi về bán lại cho vựa và khoảng 20 hộ đánh bắt riêng lẻ đến bán. Tuy nhiên, nếu tính cả sản lượng đánh bắt được, thì trung bình mỗi ngày, người dân thu nhập từ 150.000 đến 250.000 đồng từ nghề khai thác đánh bắt thủy sản mùa nước nổi từ lâu mùa nước nổi đã trở thành mùa mưu sinh của người dân vùng sông nước năm nay cũng vậy mặc dù ít hay nhiều dù đánh bắt các loại thủy sản nào đi nữa người dân vùng đầu nguồn a phú vẫn có thu nhập đủ sống trong những tháng mùa nước nổi